các Bồ Tát đó dùng đủ thứ sự hiểu biết, đủ thứ đạo, đủ thứ môn, đủ thứ nhập vào, đủ thứ lý thú, đủ thứ tùy thuận, đủ thứ trí huệ, đủ thứ trợ đạo, đủ thứ phương tiện, đủ thứ tam muội, nhập vào môn phương tiện biển thần thông của Phật, nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật như vậy những gì là các thứ tam muội đó là tam muội khắp trang nghiêm pháp giới tam muội chiếu khắp tất cả cảnh giới ba đời vô ngại tam muội trí quang minh pháp giới không khác biệt tam muội vào cảnh giới như lai không động chuyển tam muội chiếu khắp vô biên hư không tam muội vào lực như lai tam muội phật vô úy dũng mãnh phấn tấn trang nghiêm tam muội tất cả pháp giới truyền truyền tạm tam muội như mặt trăng hiện khắp tất cả pháp giới dùng âm vô ngại đại khai diễn tam muội khắp thanh tịnh pháp quang minh tam muội lụa pháp vương tràng vô ngại Tam muội trong mỗi mỗi cảnh giới đều thấy tất cả biển chư Phật, tam muội nơi tất cả thế gian đều hiện thân, tam muội vào cảnh giới thân Như Lai không khác biệt, tam muội tùy tất cả thế gian chuyển đại bi tạng, tam muội biết tất cả pháp không dấu vết. Tam muội biết tất cả pháp rốt ráo tịch diệt, tam muội tuy không chỗ đắc mà hay biến hóa hiện khắp thế gian ta muội vào khắp tất cả cõi ta muội trang nghiêm tất cả cõi phật thành chánh giác, ta muội quán tất cả thế gian chủ sắc tướng khác nhau ta muội quán cảnh giới tất cả chúng sinh không chướng ngại ta muội hay sinh ra mẹ tất cả như lai ta muội hay tu hành nhập vào đạo biển công đức tất cả chư phật ta muội trong mỗi mỗi cảnh giới xuất hiện thần biến hết thủa vị lai ta muội vào biển bổn sự của tất cả như lai ta muội hết thủa vị lai hộ trì tất cả giống tánh như lai ta muội dùng lực hiểu biết quyết định khiến tất cả biển cõi phật hiện tại đều thanh tịnh tam muội trong một niệm chiếu khắp chỗ trụ của tất cả chư phật tam muội vào bờ mé tất cả cảnh giới vô ngại tam muội khiến tất cả thế giới là một cõi phật tam muội xuất hiện tất cả thân biến hóa của phật tam muội dùng trí vương kim cang biết tất cả biển các căn tam muội biết tất cả như lai đồng một thân tam muội biết tất cả pháp giới sở an lập đều trụ bờ mé tâm niệm